Đây, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube Chiếc Cao Audio Thanh Số. Vâng, hôm nay Hà Nội ngày đẹp trời, em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn nhé. Từ hôm nay bên em có nhận được đơn của anh Trần Văn Doanh, số điện thoại là 035, mã số cuối là 33334. Anh ở xã Đắc Xin, huyện Đắk Club, Đắk Nông. Vâng, anh có đặt một cái laptop T3 mặt lòng vàng. Vâng, thì trước tiên em thay mặt công ty Cao Audio Thanh Số cảm ơn anh đã ủng hộ sản phẩm Benzica. Thì anh cũng có lấy Benzica Audio cũng mấy sản phẩm giúp, thì sau khi trong quá trình sử dụng anh có cảm thấy chất lượng rất là ổn và phù hợp với đồng tiền của mình bỏ ra, thì anh có lấy thêm một cái laptop D3 về để anh sử dụng. Vì cái laptop JBL trước anh lấy thì anh cho một người em rồi anh mua thêm laptop D3 mặt lòng vàng duy nhất này để về sử dụng. Đây là cái laptop D3 bên em đã trước khi nhập về đã test rất là kỹ rồi ạ. Sau khi anh lấy thì bên em lại test một lần nữa trước khi gửi cho anh. Còn thì anh có yêu cầu là gửi thêm cái dây Canon ra hoa sen để đấu từ vang xuống để kết nối với súp, thì bên em cũng có làm cái dây cho anh 3m rất là xịn ra hoa sen và ra Canon đấy ạ. Thì bên em đã có cẩn thận rồi ạ. Đây bên em cũng đang đấu từ vang xuống để thử chất âm. Đây, bên em cũng đang thử tiếng trầm cho anh ấy nhé. Đây là tổng thể cái giao diện của cái súp B3 mặt lòng vàng này. Phía trước được cái bảo vệ bằng cái căng sắt rất là chắc chắn. Thì đây này, em cũng đang kết nối từ đằng sau vang để kết nối với tổng súp. Hôm qua em cũng hướng dẫn anh rồi, cái đường này là đường dành cho súp này, kết nối vang này. Đấy, thì em cũng có làm cái dây giống như này rồi ạ, để tặng anh. Đây là hiện tại cái trầm của anh đang hoạt động nhé, em kết nối đi ạ. Đây là tiếng trầm em đang sử dụng đấy, em tắt trầm đi nhé. Đấy, cái nhạc không có trầm thì anh cũng biết rồi, anh nghe rồi, anh trải nghiệm rồi thì rất là khác. Bản duy nhất của B3 em có mặt lòng vàng quyền lực rất là đẹp, rất là dễ trưng bày. Ngoài thì được sơn tần chống xước rất là chắc chắn, khung rất là dày. Em bật trầm lên cho anh này, là tiếng rất là sâu, đặc biệt là chất trầm chất lượng ấy, thì tiếng nó phải tròn gọn có uy lực, chứ không như cái dòng trầm mà chưa nổi trên thị trường thì nó rất là bẹt và vỡ tiếng, nghe rất là khó chịu ù tai. Thì cũng có nhờ kênh YouTube Thời Công Nghệ Số thì anh em mình mới được gặp nhau, chứ nếu không có công nghệ số thì anh em mình cũng coi như là người xa lạ. Và anh em có kết nối được với nhau thì cũng nhờ những cái sản phẩm chất lượng nhất, đạt chuẩn nhất thì anh em mình mới nói chuyện được với nhau. Thì em đang test rất là kỹ trước khi đóng gói gửi cho anh. Em đang kết nối với vang nhé, em kết nối với vang KM5X CA. Vâng, cái vang của anh thì là Canon ra hoa sen, cái vang của bên em thì lại là rắc Sony ra hoa sen cơ. Thì anh về anh kết nối như này nhé, đây hai cái đầu hoa sen này này, em kết nối đấy. Vang số hay vang cơ đều có cổng súp đi ra đằng sau vang hết. Một là nó ghi là súp bát, súp ao, hai là ghi là bát ao, thì anh cứ cắm vào cái cổng đấy là được. Của anh là Canon ra hoa sen, đây rất là dài đấy ạ. Rất là khác, anh là bật lên cho anh này, nghe rất là lực luôn, nói chung chất trầm nghe là phải nhiều chất sống, đây chất sống nghe nó mới sướng. Sau khi nhờ kênh YouTube anh em mình quen biết nhau thì anh rất hay gọi điện tâm sự. Vâng, một lần nữa thì cũng cảm ơn cái thời đại công nghệ số
giờ anh em mình xích lại gần nhau hơn. Những cái tình cảm anh dành cho bên Chicago Audio Mentor thì bên em rất là trân quý. Cái bát nó đang hoạt động, nó đang đánh đấy ạ. Rung cặp quần luôn ạ. Lòng vàng rất là quyền lực, rất là đẹp. Thì bên Chicago Audio Mentor thì hiện tại đang cảm thấy cái chút của anh hoạt động rất tốt anh nhá. Thì bên em xin phép cũng tháo ra và đóng gói cho anh rất là cẩn thận trước khi gửi. Đây anh Doanh nhá, bên em bọc rất là kỹ, chống chảy xước các cạnh để cho anh nhá. Bên đang đóng hàng đấy ạ. Bên Doanh nhá, bên em đã đóng hàng cẩn thận và một màng chít giống lần trước. Lần này cẩn thận, rất là cẩn thận. Để anh không sợ hàng bị bóp méo nhá.